Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm, mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập 241 Đấu La Đại Lục nha. Đường Hạo, Đường Khiếu và Đại Sư ba người cùng nhau đi theo Đường Tam trở lại doanh trướng của hắn. Tiểu Tam, ngươi thật sự suy nghĩ muốn đi kế thừa Hải Thần thần vị sao? Đại Sư có chút lo lắng hỏi. Đường Hạo cao mày nói, Trâm cấp thành thần gian nan cỡ nào, dựa vào thiên phú của cụ cố con như vậy mà cũng nhiều năm chưa đạt được, lại còn tại sát lục chi đô bị biến thành cái bộ dáng kia. Tiểu Tam, con còn trẻ. Ta cũng không hy vọng con liều lĩnh quá mức, con không phải từng nói, để bát khảo này có thời gian 10 năm sao. Ngươi còn cần càng nhiều vốn liếng hơn, trong mắt Đường Tam toát ra vẻ kiên định. Ba, mọi người lo lắng ta đều hiểu được, nhưng cái cần đối mặt cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt, có thể tưởng tượng lực lượng cấp thần nhất định là cực kỳ kinh khủng, cho dù hồn lực của con có tăng lên thêm. Sợ rằng đến lúc đó tình hình cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lắm, chi bằng như con thuyền vỡ chìm, thừa dịp hiện tại chính đang cần phải làm thực lực con tăng lên mà xông lên một lần. Tình trạng của con khác với cụ cố, trước mắt con đã thông qua hải thần thất khảo, lại có hải thần tam xoa kích cùng bạn bè trợ giúp, mới vừa rồi con nói với Tuyết Bang tỷ lệ thành công là bề thành cũng không hề nói quá. Hơn nữa, người không nên quên con là song sinh vũ hồn, trước lúc đi kế thừa thần cách của hải thần, con trước hết sẽ phụ gia cho song hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Hải thần ánh sáng có thể khiến thuộc tính mà song sinh võ hồn tăng lên được thân thể của ta hoàn toàn hấp thu, từ thân thể của ta mà xem, tại phương diện này đã vượt qua phạm trù của con người. Cho nên ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Đường Hạo chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, con nhất định phải thành công, đây không chỉ là chuyện của một mình con. Thiên đấu đế quốc cùng chúng ta không có quan hệ gì, thù với võ hồn đế quốc ta cũng có thể không báo, nhưng con bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta và mẹ con chỉ có một người con thế này, đại sư cũng chỉ có một đồ đệ là con. Đường Tam nghe xong trong lòng nóng lên, hai bàn tay to lớn phụ thân đã nắm lấy bờ vai của hắn, nhiệt lưu cuồn cuộn chậm rãi chảy vào trong cơ thể, làm kinh mạch hắn trở nên dễ chịu, dưới sự kích thích của hồn lực Đường Hạo, tốc độ khôi phục của thân thể. Đường Tam nhất thời lại tăng lên vài phần, đại sư nghe xong lời của Đường Hạo liên tục gật đầu, nói, Hạo Thiên Đấu La nói đúng, trong lòng chúng ta, tính mạng của con mới là thứ quan trọng nhất, những cái khác đều là hư vô. Còn có một điểm ta phải nhắc nhở con, Hạo Thiên Đấu La dựa vào Hạo Thiên Truy có lực phá vị cung phụng hồn lực chừng 98 cấp kia của võ hồn đế quốc, người biết đây là tại sao không? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, ba, lúc ấy người cũng không sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, chỉ là sau đó mới dùng võ hồn chân thân thì đã phá tan phòng ngự của Kim Ngạc Đấu La. Ta lúc ấy ở ngay phía sau người, có thể cảm giác được, sau khi người thi triển võ hồn chân thân, lực lượng mạnh kinh khủng. Không chỉ là sức nặng, còn có lực lượng mang tính bạo phát, mỗi một chiêu oanh ra, phối hợp với khí thế cường đại kia của người đều làm đối thủ có cảm giác không thể chống đỡ nổi, nếu đổi lại là con, thì sợ rằng cũng không ngăn cản được. Dựa vào trọng lượng của hải thần tam xoa kích mới có thể có chút cơ hội. Lúc này, Đường Hạo nhìn Đường Khiếu đang đứng một bên, trong mắt bộc lộ ý hỏi, Đường Khiếu gật đầu, nói, truyền cho hắn, chư tiểu tam gia còn có ai có quyền lợi kế thừa Hạo Thiên Đấu La bí kỹ. Càng huống chi, ngay cả tổ phụ lão nhân gia cũng đều đã đem Hạo Thiên lệnh truyền cho tiểu tam rồi, điều này đại biểu cho lão nhân gia người đồng ý chuyện này rồi, tiểu tam tương lai còn phải đối mặt với nhiều tình huống, truyền cho hắn, hắn cũng có thể có thêm một loại năng lực để tự bảo vệ mình. Đường Hạo gật đầu, đại sư ở một bên mỉm cười, dường như đã sớm đoán trước một màn này sẽ xuất hiện. Vậy ta ra ngoài trước đây, Đường Khiếu ha ha cười, vỗ vỗ bả vai đại sư cùng Đường Khiếu rời khỏi đại trướng, đồng thời cản lại An Ngân cùng Tiểu Vũ đang nghe tin mà đến, chặn bọn họ bên ngoài trướng, trong trướng chỉ còn lại Đường Tam cùng Đường Hạo phụ tử hai người. Đường Hạo khoanh chân ngồi đối diện với Đường Tam, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn con trai. Được, được rồi, không nói điều đó nữa. Phương pháp tu luyện đặc biệt này của Hạo Thiên Tông chúng ta mỗi một đời chỉ có thể truyền cho một người, cũng không phải tự giữ, mà là phương pháp tu luyện này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện, không phải thiên tài có thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không thể tu luyện thành công được, ngược lại còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Môn công pháp tu luyện này tên là Đại Tu Di Truy, Đường Tam trong đầu linh quang chợt lóe. Ba, lẽ nào nói, lực lượng cùng khí thế cường đại đó của người đều là đến từ chính hồn hoàn sao? Đường Hạo hài lòng cười. Không hổ là con ta, một điểm liền nhìn thấu, không sai, từ phương diện nào đó mà nói thì lực lượng của ta đúng là đến từ hồn hoàn, đừng nói là cái Kim Ngạc Đấu La hôm nay, sau khi thực lực của ta khôi phục, cho dù là thiên đạo liều đích thân đến, cũng chưa chắc đã có thể thắng được ta. Năm đó, lúc ta vừa mới đột phá 90 cấp, chỉ dựa vào lực của Đại Tu Di Truy này mà phá sự vây công của đông đảo cường giả võ hồn điện, còn làm trọng thương giáo hoàng võ hồn điện lúc đó, con tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Môn tuyệt học này của Hạo Thiên Tông chúng ta cường đại đến mức nào rồi? Đại Tu Di Truy,
Trên lý thuyết chính là đem tất cả hồn hoàn tự thân ngưng luyện thành một thể, toàn bộ rót vào bên trong Hạo Thiên Truy, hóa thành lực lượng và lực công kích thuần túy nhất, đem lực lượng bản thân tăng lên gấp nhiều lần, mạnh mẽ xung phá tất cả mọi trói buộc, phát huy ra thực lực cường đại vượt qua hồn lực bản thân. Đi con đường một người có khí lực có thể chế phục 10 kẻ có võ nghệ, mặc cho đối phương hồn kỹ xảo có nhiều hơn nữa, thì cũng đều không cách nào chống lại được lực công kích cùng lực lượng thuần túy nhất của Hạo Thiên Truy này. Cụ cố ngươi từng nói qua môn đại tu di truy này. Của Hạo Thiên Tông chúng ta vốn đã nên là thần kỹ, Đường Tam cả kinh nhìn phụ thân, trong lòng đầy kinh hãi. Đường Hạo nghiêm chỉnh nói, thần kỹ chính thức cụ cố ngươi đã từng nói qua, chỉ có đột phá trăm cấp mới có khả năng thi triển hoàn mỹ đại tu di truy, dựa vào thực lực của con bây giờ, cũng không cần thiết phải tận lực luyện tập. Ta đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho con, sau khi con nhớ kỹ, đợi thân thể hồi phục xong mới tu luyện cũng không muộn. Trong đại trướng thanh âm chợt thu liễm, Đường Hạo nương theo hồn lực mạnh mẽ của mình bức âm thành tuyến đem khẩu quyết môn thần kỹ của Hạo Thiên Tông này chậm chậm truyền cho Đường Tam. Dựa vào tu vi tinh thần lực của Đường Tam, chỉ cần một lần là đã khắc sâu trong lòng. Sau khi hắn cẩn thận đọc xong một lần khẩu quyết không khỏi kinh ngạc thất sắc, suýt nữa không thể giữ được tâm vốn có. Đây không phải là tự sát sao? Đường Tam thất thanh nói. Sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, quát, ngậm miệng, giữ vững tâm ý, cẩn thận suy nghĩ. Đường Tam sắc mặt hơi biến. Tinh thần lực của hắn trước đó hao tổn quá lớn, lúc này mới xuất hiện kẽ hở, uy nghiêm của phụ thân làm hắn giật mình một cái, tâm trí lại lần nữa tập trung. Lúc hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ phương pháp tu luyện đại tu di truy đó, nhất thời đã có những nhận thức khác trước. Nhưng nội tâm kinh hãi thì lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trong khi đó, tại Gia Lăng Quan, ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông cố nén cảm giác suy nhược, vỗ bàn đứng dậy, giận dữ nhìn bọn kim ngạc đấu la sáu đại cung phụng trước mặt. Kim Ngạc Đấu La trầm giọng nói, đại cung phụng có lệnh, lệnh ngươi quay về võ hồn thành, còn cần ta lặp lại lần thứ ba không? Bộ ngực đầy đặn của Bỉ Bỉ Đông kịch liệt nhấp nhô, trong mắt bắn ra nộ khí, nhưng đối mặt với sáu đại cung phụng trước mặt lại không phát tác được. Nhị cung phụng, ngươi không nên quên rằng ta mới là người thống trị cao nhất của võ hồn đế quốc. Kim Ngạc Đấu La cười lạnh một tiếng, nói vừa Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng đừng quên rằng võ hồn đế quốc chính là võ hồn điện chúng ta. Dựa theo quy củ của võ hồn điện, trưởng lão điện có quyền triệu hồi giáo hoàng, mà thân là cung phụng trưởng lão điện, chúng ta có quyền quyết định tại trưởng lão điện. Mệnh lệnh của đại cung phụng ngươi cũng dám phản lại sao? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên dám. Từ trước tới nay nàng chưa từng để trưởng lão điện vào mắt, cho tới nay nàng vẫn âm thầm làm tan rã thế lực của trưởng lão điện. Những phong hào đấu la không phải cung phụng cơ bản đều tập trung dưới trướng của nàng, các cung phụng lại không quản việc. Có thể nói nàng sớm đã chính thức nắm giữ cả võ hồn điện, vậy mới có một loạt những hành động từ tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, gây tổn thất nặng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chọn lại thất đại tông tộc cho đến thành lập võ hồn đế quốc. Nàng thế nào cũng không ngờ được rằng bọn cung phụng cầm đầu là Thiên Đạo Lưu lại có thể phát động vào lúc này, thừa dịp lúc mình suy yếu nhất muốn đoạt lấy quyền lực. Các người, Bỉ Bỉ Đông nhất thời không thở nổi, trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. May mà Hồ Liệt Na bên cạnh vội vã tiến lên đỡ thân thể của nàng. Kim Ngạc Đấu La lãnh đạm nói, ngươi xem ngươi đã đem tới bao nhiêu nguy cơ cho thủ đô đế quốc. Hôm nay nếu không phải chúng ta kịp thời tới nơi, sợ rằng Gia Lăng Quan đã bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá rồi. Nếu như vậy, võ hồn đế quốc chúng ta rồi sẽ bị hủy trong tay ngươi. Với sai lầm lớn này chúng ta đã có thể phế bỏ ngôi vị giáo hoàng của ngươi. Hiện tại đại cung phụng chỉ là cho ngươi trở về giáo hoàng điện tự suy ngẫm, đã là hạ thủ lưu tình. Chúng ta sẽ tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy nơi này, chờ đợi đại cung phụng đến, đại cung phụng cũng muốn đến. Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng chấn định thần trí của mình. Nhiều năm trở lại đây, kinh nghiệm của kẻ ở vị trí trên khiến nàng không thèm bỏ lời người khác vào tai, nhưng nàng cũng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Trước mắt tình thế bất lợi cho mình, nàng cố gắng ép mình bình tĩnh. Chính diện xung đột cùng các cung phụng hiển nhiên hết sức không khôn ngoan. Vừa nghe Thiên Đạo Lưu cũng muốn đến Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông mới thật sự biến sắc. Nếu như nói võ hồn điện còn có ai có thể khiến nàng kiêng kỵ, vậy thì chỉ có một người Thiên Đạo Lưu mà thôi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.